Nhận định, soi kèo, dự đoán bóng đá MU với Inter Milan lúc 18 giờ 30 phút ngày 20 tháng 7 ở vòng bảng ICC 2019. Cập nhật tỷ lệ kèo, thông tin trước trận đấu, link trực tiếp được ghim ở phần mô tả video. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất về trận đấu. Man United và Inter Milan đều là những ông lớn của bóng đá châu Âu. Tuy nhiên đó chỉ là trong quá khứ, còn ở thời điểm hiện tại, cả hai câu lạc bộ vẫn đang vật lộn trong công cuộc tái thiết của mình. Lịch sử đối đầu 4 trận gặp nhau gần nhất giữa hai câu lạc bộ từ 2007, thành tích là rất cân bằng khi mỗi bên có 1 chiến thắng và 2 trận hòa. Ở mùa bóng năm nay, ngoài việc giữ chân các trụ cột như Pogba, De Gea với mức lương khủng, Man United cũng đã mang về các tân binh khá chất lượng là Dani James và Wan-Bissaka. Các cầu thủ này đều thể hiện rất tốt ở các trận giao hữu hè vừa qua. Sau khi kết thúc mùa giải năm ngoái, MU đã vừa đánh bại Per Glory với tỷ số 2-0. Phong độ của quỷ đỏ nước Anh lúc này đang được đánh giá. Chắc chắn trước một đối thủ lớn như Inter Milan, MU vẫn chơi tấn công để kiểm chứng sức mạnh. Inter Milan đã bổ nhiệm huấn luyện viên Conte với tham vọng cạnh tranh Scudetto ở Serie A và tiến sâu tại Champions League. Chiến lược gia người Ý cũng chẳng lạ lẫm gì Man United khi có hai mùa giải dẫn dắt Chelsea và từng đánh bại quỷ đỏ nhiều lần ở ngoại hạng Anh. Mặc dù đã chính thức loại bỏ các ngôi sao Icardi và lên vô lực, nhưng Inter vẫn khá im ắng trên thị trường chuyển nhượng. Dẫu sao với những cầu thủ giỏi như Perisic, Politano, Brozovic, Martinez, nửa xanh thành Milan thậm chí có sức mạnh nhỉnh hơn đối thủ lúc này. Hai wingback, nhiều khả năng Inter sẽ áp dụng lối đá này trong trận quyết đấu với MU. Cuộc đối đầu này hứa hẹn sẽ diễn ra hấp dẫn với thế trận đôi công mạnh mẽ. Tỷ số hòa là kết quả đẹp cho cả hai bên.